Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Stick War Legacy 2. Hôm qua vừa chơi và chúng ta hôm nay tiếp tục rồi anh em ạ, sang cái vương quốc mới thì chúng ta đã có, đó chính là xe công thành. Wow man, quá hay luôn. Chúng ta sẽ The Sand of Time nha anh em. Nói chung là cũng khó đấy, cái màn này là không dễ một chút nào để chúng ta chiến đấu đâu. Mình cố hết sức vậy, chưa biết làm sao bây giờ. Chiến hết sức thôi anh em. Ok, chúng ta sẽ mua nhiều cái này một chút này. Mua 8 cái đi. Đây là cái... Wow, vương quốc cát anh em ạ. Đây là vương quốc cát. Wow, nhìn xịn xò thế nhở. Không biết là liệu rằng chúng ta có đánh được không nào. Có một con đấy bên này. Có một con Spartacus. Khá là gớm à. Không biết liệu rằng có đi được không. Lùi lại, chạy. Chuẩn bị bắn nào. Bắn thì bắn, sao có hai con bắn nhở? Ba con bắn rồi anh em. Đang cố hết sức để bắn nó lại đây. Chẳng biết có chuyến được không đâu. Rồi, ok anh em, chúng ta sẽ mua thêm một đống cung nữa để sẵn sàng để chiến đấu. Khó chịu nhỉ. Thật sự là bọn này khó chịu quá anh em ạ. Ui, bọn này là bọn cát à, anh em ạ. Hoàng tử cát. Ôi ôi, quả này là tèo em rồi, quả này là hy sinh rồi. Đồ bắn được luôn đấy, ok. Đợi thằng pháp sư đến á. Nó đông lắm anh em ạ, ui. Lúc nào nó cũng quân, nó cũng tăng cường này thì đỡ thế nào được nhỉ. Nó rút về rồi anh em ơi. Nó rút về rồi kìa, wow. Cung xanh xanh nha. Gớm phết nhờ. Không biết là liệu rằng chúng ta có kịp để không? Đáng nhanh nào. Chúng ta có nhiều quân đào hơn anh em ạ. Wow, vãi nồi luôn đấy. Sợ đấy. Nếu mà muốn mua xe bắn đá, mua xe cẩu đá thì phải làm sao? Nếu muốn mua xe cẩu đá thì lùi cái bíp mà lùi. Không lùi nhá. Quyết tâm không lùi. Vẫn lùi. Vẫn phải lùi anh em nhá. Tiền bây giờ mình không thiếu, nói chung là tiền không thiếu. Tôi sẽ mua thêm một xe cẩu đá ở phía sau. Ấy à, quân của nó không dám tấn rồi anh em, không dám tấn công rồi. Khổ thân với thằng bé không dám tấn công luôn anh em, quân về đông lắm rồi. Tôi sẽ để dành tiền mua một cẩu đá là xong. Sẵn sàng để gọi là hủy diệt và chiến đấu với tôi à? Các bạn đã sẵn sàng quân đông chưa? 2007 này, đấy, mua một cẩu đá. Cẩu đá thì có tầm khoảng 5 tiền thôi. Xong chắc là thua thêm khổng lồ anh em ạ. Khổng lồ thì nó chỉ bằng ấy thôi. Ê, quần đồng thế nhờ. Chắc là nó định hủy diệt mình anh em ạ. Sợ thật. Mua thêm một cẩu đá nữa đi. Và mua thêm một khổng lồ đi. Rồi và mua thêm hai bắn cung nữa là xong nha. Đội hình đã sẵn sàng để hủy diệt anh em nhá. Mua full đã xong rồi đánh nhau. Ui. Không biết là liệu rằng chúng ta có chịu được sức mạnh của nó không đây. Cho có hai cẩu đá rồi anh em ạ. Wow. Xe cẩu đá đã được đưa lên tiền tuyến rồi. Được đấy. Nó rất nhiều Spartacus anh em ạ. Thấy nhau không? Mình tấn công đi. Tấn công, xung phong. Pháp sư đâu rồi? Xôi, ui. Bắn phê thật, cậu đá phê thật đấy anh em ạ. Ui. Nôn nề. Cho xe cậu đá lên, tiến lên trước đi. Cho xe cậu đá tiến lên trước thì hay hơn. Không đủ quân anh em ạ. Bắn thì bắn. Ôi nó chạy rồi. Sắp đài kìa. Tấn công lại chăng. Chúng ta mất khổng lồ rồi anh em ạ. Bọn cung bắn khỏe quá. Bọn cung bắn khỏe quá rồi. Chắc là chúng ta lại rút thôi. Rút quân anh em ơi. Ui. Bắn sợ gần chết thằng khổng lồ mình rồi.
Từ từ nhá. Là chúng ta tấn công bây giờ là hợp lý nhất rồi anh em ạ. Theo mình đoán là như vậy. Không, mình đang đợi khổng lồ thêm ấy. Mình sẽ hy sinh thằng khổng lồ ấy đi anh em. Vì nó sắp chết rồi mà. Mình muốn đầy máu ấy. Chúng ta muốn đầy máu ấy. Không kịp giết bất kỳ một thằng nào luôn anh em ạ. Ôi, vương quốc cát này nó khỏe quá. Thật sự là quá khỏe so với quy định luôn ấy. Nào, tấn công nào. Khổng lồ đâu rồi? Quân phía sau của mình đang rất là khỏe luôn đấy. Tiếp tục tấn công tiếp anh em, nó lại hồi lại quân rồi nè. Mình chỉ còn cách bên là phải tấn công thật mạnh vào trong căn cứ của nó rồi anh em. Chứ không biết làm nào. Nếu mà bị đánh bay về là chúng ta cũng rất là mệt nhá. Xe cẩu đá là rất mệt để có thể chiến thắng được. Đông thế nhở, đông cú thế nhở. Lợn. Chết hết rồi anh em ơi. Bây giờ bắn nào. Nó chạy hết rồi. Bây giờ phải va chạm thôi anh em ơi. Bây giờ chỉ còn cách là va chạm thôi. Giết hết cái bọn ấy anh em ơi. Giết hết cái bọn ấy đi. Giết hết bọn đào vàng đi. Công thành nào anh em ơi. Đúng rồi. Rồi, shit, boy. Nó cũng có cẩu đá. Sợ nhờ. Thật sự là đáng sợ luôn đấy. Wow, man. Kinh hoàng luôn. Thật sự là gớm à. Rồi, chúng ta đã xong. Leng keng. Và mình sẽ 240 mình có thể nâng cấp được cho cung. Mình chuyên chơi cung anh em ạ. Cung vàng rồi này. Không đủ tiền luôn. 10% read lasting nhanh hơn một xíu so với bình thường. Inferno là nơi tiếp theo chúng ta sẽ vào. Địa ngục. Chúng ta xuống tận địa ngục để đánh nhau rồi. Chẳng biết là có ăn thua hay không, nhưng mà mình thấy là cũng ghê gớm. Cũng thật sự là kinh. Không biết là liệu rằng có ăn thua hay không nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, mua cung để gọi lấy thôi. Oho, Inferno. Ui, quỷ nghe bạn chưa, đối đầu với binh đoàn quỷ dữ. sợ quá, không biết là liệu rằng đánh được không. Inferno đây rồi. Wow, man. Pháp sư của quỷ anh em ạ. Ui, binh đoàn quỷ. Sợ quá bạn ơi. Chắc là sẽ rút về trong thành đi. Rút về trong thành trước á. Tí sau. Đợi thằng kia nó ra. Nó ra quân quỷ nhanh lắm anh em. Vùng đất của quỷ anh em ạ. Ui. Đáng sợ. Vào đây bạn ơi. Nào. Quân quỷ vào đây hết đi. Thằng pháp sư chưa tới anh em ạ. Rồi, đây là thằng pháp sư của quỷ. Pháp sư của quỷ với chúng tôi này. Ui, mang cả xe cẩu đá mẹ ngáo nhở. Đi đây. Chết rồi, còn này chết rồi. Còn này xác định này. Mình bắn xong cái xe cẩu đá của nó thì ngon. Mình không quá khỏe anh em ạ. Cái lợn nỉ mày. Nếu các người đã muốn chết thì anh sẵn sàng trả lời. Sẵn sàng trả lời. Nhá. Nếu các người đã muốn thành tâm muốn chết thì anh đây sẵn sàng trả lời. Ok, có thể là cung đấy anh em ạ. Đội hình cung thủ của nó cũng gớm, toàn quái vật. Đây là toàn quái vật. Bắn thì bắn. Cung vàng rồi, Rios Speed của mình nhanh lắm. Nó còn chưa kịp rút tút tên ra mình đã tiêu diệt được nó rồi anh em ơi. Hay à. Wow, thanh niên cầm giáo anh em ạ. Đây là binh đoàn quỷ luôn. Binh đoàn quỷ. Ô, đừng để nó đánh nhau, đừng để đánh mình. Nó giết được mình một con rồi. Nó giết mình một con đấy rồi anh em ơi. Lùi về phát. Kìa, bắn nó đi anh em. Phát sau mình cũng sẽ nâng cấp luôn cho kia luôn. Từ từ ạ. Quân lên.
hiện tại là chúng ta đang nắm cái quyền ưu thế hơn. Lùi về tiếp. Game này đánh chiến thuật dã man luôn anh em ạ. Nice. Lùi về. Tiếp tục lùi về tiếp. Đố các ngươi là vào được đây đấy. Ok. Chưa, ấn nhầm. Nó không tự động đánh anh em ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ mua thêm quân ở bên này. Có một thằng tăng cơ đúng là khác hẳn, đúng là khác bọt hẳn anh em ạ. Quân nó không đông ấy, bọn này nó kiểu về. Mua hết thằng khổng lồ để làm tăng cơ anh em ạ. Đúng rồi. Chạy đi đâu? Mình mua thêm một thằng này đi. Ấy trời ơi, cuối cùng mình khỏe lắm anh em ạ. Nhưng mà chưa thấy, hiện tại chưa thấy khổng lồ đâu cả, mình sắp chết hết rồi. Đông nhỉ, nó tiếp tục có pháp sư gì đó bên này lên nha anh em. Pháp sư chúng tôi này, lùi về. Anh ơi anh vào sâu tê nhở, em chịu anh rồi. Ok, về lùi về tiếp. Ui rồi, lùi về. Nó kiểu cấu máu hay thế nhở. Tấn công luôn, hủy diệt luôn anh em ạ. Xoắn gì, đã không còn xoắn nữa thì thôi nhá, đánh hết, giết hết, thịt hết. Mình đang mất dần quân này, đưa quân lên. Ui ôi, công nhà. Ui, vua quỷ xuất hiện. Ui, holy shit, vua quỷ xuất hiện kìa. Trời ơi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá, bye bye. Đẹp quá.